Dạ Thanh Hải mến chào tất cả quý bà con, cô bác, cô anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Thanh Hải An Giang ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm nay Thanh Hải cũng đến đây trò chuyện cùng với vợ của anh Nghĩa. Đối diện màn hình đây, đó là vợ anh Nghĩa và đứa con trai út của vợ của anh Nghĩa, nghe cô chú anh chị. Thì để mình tìm hiểu về cái câu chuyện trong những ngày qua, thì gia đình đã di về nhà và đến nơi nhà của ba mẹ đẻ của anh Nghĩa ở. Thì trong khoảng thời gian vừa qua, để xem về tình hình về cái ngôi nhà như thế nào và cái cuộc sống của mấy mẹ con như thế nào, thì sau đây Thanh Hải sẽ đi vào buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì cảm ơn là cô chú anh chị em đã luôn thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ cho Thanh Hải, và đó là động lực của Thanh Hải để tiếp tục đi làm những công việc tiếp theo. Rồi Thanh Hải sẽ bước vào bên trong câu chuyện, mời quý vị khán giả cùng nghe. Con ở ngoài nhà cũ đó, con về nhà này đó, con có thích không? Thích. Thích hả? Về đây gần bà nội ha. Thấy không? Anh hai đi ỉa mà. Rồi cho chú hỏi nè, quê tập trung nha, chú hỏi nè. Rồi cha ở ngoài nhà ngoại á, giờ vô đây rồi cha đâu? Cha chó rồi. Biết rồi, nhưng mà cha hiện nay ở đâu? Cha bên nội vô tay. Ở đâu đâu, chỉ cha ở đâu? Ở đây nha. Đó đó hả? Đó. Ừ. Con có thắp nhang vô cha không? Có. Có không? Có. Con thắp ở nào? Đại con thắp à. Đây đại con thắp thấy không? Con thắp đó, đó ha. Ừ. Ngoan. Con đâu có bị hỏng tay con thắp luôn. Sao? Đại nó không có hỏng tay, nó cắm nó thắp luôn. Không được, con đừng có dối nha, đổ bể nha. Đó. Có gì con kêu mẹ ẵm con lên thắp cho cha. Dạ mẹ, mẹ còn ẵm con. Ừ. Ẵm cũng cầm ngang trên đồ ba á. Ừ. Mẹ cúng mà giấy sao hả chú nghe. Con cúng giấy con nói sao? Ông mua đây hương đồng quạt. Thấy giấy. Rồi con cứ đọc đi, con cứ đọc đi. Sao? Con đọc sao? Mua hạt. Mô phạt. Mô hạt á. Ở chỗ tôi ba con về được về Tây Phương. Độ cho ba con về Tây Phương ha. Đó. Rồi sao nữa? Mau làm sao? Độ cho ba con về Tây Phương mau làm sao? Mau siêu thoát. Mau siêu thoát á. Đừng có gãy nữa. Mấy chiều mà chở một thuốc. Con nhớ ba không Lê? Nhớ không? Nhớ. Tối ngủ nhớ ba không? Có. Nhớ rồi sao? Nhớ ba làm sao con? Con nhớ ba. Mà giúp kêu ba còn sống đưa con ra học. Nhớ ba lúc ba còn sống đưa con đi học. Dạ. Ừ. Quá thấy thường. Cố gắng học cho giỏi nha, ngoan nha. Mẹ nói là nghe lời, không có lì nha không? Cô với chú cô với chú Thuận mới gửi tiền cho con á. Cảm ơn đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn đại lợi. Cảm ơn chú. Cảm ơn mấy cô mấy chú. Cảm ơn mấy cô mấy chú. Mẹ con cho à. Gì con? Bà cô quay hiên á. Hỏi gì à? Bà cô phim phim á. Cô nào? Bà máy. Bà máy quay hiên á. Bà cô mắc công việc, bà cô không có lại đây quay. Ủa bà cô làm gì? Ừ. Bà cô ở nhà hả? Ừ ở nhà rồi con. Ủa sao ở nhà? Ừ ở nhà làm công việc á. Làm công việc nào? Ừ. Làm công việc không ở đây quay hả? Chơi ừ. Hả? Em ơi bà quay hiên chơi hả? Ừ. Con có lời nào con hỏi bà con không? Bà con đang nhìn con gần quá trời luôn. Ok. Nói gì nói đi. Con nói chuyện với bà con đi Lê. Nói bà con kìa. Sao đó cảm ơn gì đó nói vậy đi. Cảm ơn mấy chú. Mấy cô mấy chú vậy đó. Cảm ơn mấy cô mấy chú. Ừ. Giúp gì đó. Giúp cả hai mẹ con. Ừ, giúp đỡ hai mẹ con. Rồi sao nữa?
có tiền con làm cái gì? Có tiền tự tìm ăn. Con đi mặn với anh hai. Có tiền là đi mặn với anh hai hả? Thì cũng có một số bà con xem kênh thì cũng có một số ít thì một hai người nói thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con anh hai tư con. Anh hai đi con. Con đi mặn đi tiếp anh hai á. Ừ, anh hai kêu con đi làm tiếp anh hai ha. Dạ. Con còn nhỏ mà đi làm gì, để khi nào lớn đi. Khi nào lớn con mới đi làm được. Anh hai kêu con làm. Kêu con làm. Dạ. Làm ơi cái gì trong nhà nè, con nói ơi. Con làm gì? Con mặn cá. Mặn cá. Ồ, giỏi dữ người ta, biết mặn cá luôn. Con xây nhà. Cái gì, biết xây nhà nữa hả? Dạ. Trời ơi, ghê vậy. Dạ. Ồ, Lê giỏi dữ vậy. Xây nhà luôn. Dạ. Biết nấu cơm không? Biết. Nấu khác, khác cơm không? Khác, con hỏi. Hỏi nó. Nó không khác nữa. À, ơi. Trời ơi, nó khát ha, con thổi cho nó đừng có khát nữa rồi con đem cho mẹ ăn. Cho mẹ ăn rồi có cho bà nội ăn không? Không. Thôi đừng cho bà nội ăn quên. Mình nói ăn đi đi. À, không cho bà nội ăn con chịu không? Chịu. Bà nội không cho con ăn con chịu không? Chịu. Rồi quề, vậy là quề. Con không cho bà nội ăn rồi bà nội không cho con ăn lại quề. Đúng không? Đúng rồi, cái gì giờ cái gì cũng đúng hết rồi. Quá ngoan rồi. Con đem cái dụng heo á, con cỡ cá cho con, rồi con xây hai con xây nhà không? Ừ. Đem cái dụng cái gì? Cái lù. Cái lù hả? Đem con đổ cát vô. Đổ cát vô. Xây nhà. Dạ. Cái đồ trộn hồ người ta đó anh kêu bằng cái lù đó. Dạ, cái đó đó. Con bữa nay con xây nhà. Ừ. Con xây nhà của con á. Ừ. Quá giỏi rồi. Con đi nấu cơm á, không có hé, con đem cho chơi cho mẹ ăn. Thôi thì bây giờ nè, cháu Lê nghe chú nói nè. Dạ. Thì bà con hiện nay á thì cũng rất thương con, thì nói chung là cũng có một số bà con mới xem mới biết gia đình thôi, cũng còn rất là nhiều người chưa có biết đến con. Thì khi nào á bà con á, gặp hiểu qua cái câu chuyện của gia đình rồi giúp cho con ha. Dạ. Con chịu không? Chịu. Rồi con chịu thì con nói sao với bà, với ông bà ông cô bà, chú cô nè. Ông bà cô chú. Con nói sao? Con nói đi học. Ừ, rồi sao nữa? Con đi mặn. Ừ. Con đi xây nhà. Rồi xây nhà. Rồi sao nữa? Rồi con nấu cơm, không rồi. Có hát, con đem cho mẹ ăn. Cho mẹ ăn rồi có cho ông bà cô chú ăn không? Không. Sao vậy? Hả? Mấy chú ăn. Sao? Cho mẹ ăn không à? Không cho mấy chú ăn, tại vì con đang nghèo mà con có tiền đâu mà con mua đồ nhiều cho mấy chú ăn đúng không? Đúng không? Rồi đó, tới chuyện nữa rồi đó, thấy không? Con đừng có quào nữa. Quào nữa con, đợi cho đi. Đừng có quào nữa. Nha con nha. Trời ơi, đừng có móc nữa. Thôi bây giờ vậy nè, chú cũng xin thay mặt cho ông bà, cô chú, anh chị em chúc cho con thật nhiều sức khỏe nha, Lê nha. Dạ. Con chào ông bà đi. Chào con bà. Chào ông bà. Giơ tay chào ông bà đi. Chào ông bà. Đó, phanh tay. Chào gà. À xuống, gật đầu xuống. Dạ. Ngoan. Rồi thì nói chung là ngày hôm nay xin đến gia đình chia sẻ để gặp cháu Lê rất là ngoan, mới có 3 tuổi, quý ông bà của chú anh chị em. Thì nói chung là câu chuyện của gia đình ít nhiều gì quý ông bà của chú anh chị cũng đã biết. Cha của cháu đã mất. Đó, thì bên màn hình cánh tay trái của quý ông bà của chú anh chị em là cha của cháu Lê. Thì quý ông bà cô chú anh chị em có thương yêu gia đình, có giúp.
Dạ thì video ngày hôm nay Thanh Hải gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị em xem và biết về cái hoàn cảnh gia đình của vợ chồng của anh Nghĩa, và hiện nay thì ba mẹ con đang sống như thế nào. Thì mong rằng là tất cả cô chú anh chị em xem và ủng hộ, nếu như cô chú anh chị em có đồng cảm về cái hoàn cảnh gia đình của anh Nghĩa đây thì vui lòng liên hệ với Thanh Hải nha. Thanh Hải xin chào và hẹn gặp lại ạ.